cà phê ăn sáng, phở bò gia truyền, sử dụng không gian công cộng làm bãi đậu xe, hay thậm chí là xây dựng nhà hàng với một thế giới hải sản như thế này. Đó là những hình ảnh dễ dàng nhìn thấy tại một số công viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Công viên Nghĩa Đô thuộc phường Dịch Vọng và phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Đúng giờ tan tầm, tuy nhiên, hàng chục xe ô tô đậu đỗ thành hàng ngay trước cổng công viên. Thậm chí, chắn luôn cả lối ra vào của xe máy và người đi bộ. Phố Chùa Hà, nơi giáp danh với công viên Nghĩa Đô, một nhà hàng phục vụ cà phê ăn sáng ngang nhiên mọc lên. Không gian sinh hoạt của công viên và nhà văn hóa phường Dịch Vọng bị thu hẹp và biến thành nơi kinh doanh. Không chỉ chiếm dụng một góc công viên nhìn ra hồ để bán hàng, quán cà phê này còn chiếm dụng dọc vỉa hè phố Chùa Hà làm nơi đỗ ô tô, xe máy để phục vụ khách vào quán mà không hề bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý. Công viên là nơi đi lại, nghỉ ngơi, vui chơi của người già, trẻ em và nhân dân trong khu vực. Thế mà cái việc lấn chiếm này thì mang theo rất nhiều hệ lụy. Thứ nhất là cản trở đến khu vui chơi của mọi người. Cái thứ hai nữa là tạo ra một cái môi trường không được sạch sẽ. Đất công và công viên là quyền lợi của tất cả mọi người, là cái chỗ để thư giãn, rèn luyện, chơi bời, là một chỗ rất là quan trọng đối với cuộc sống của nhân dân. Thế cho nên là nếu mà các cái tập thể và cá nhân vi phạm về điều đó thì đó là một cái điều không thể chấp nhận được. Tại công viên Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, từ chỗ là điểm đến yêu thích của không ít thanh thiếu niên Hà Nội, thì nay trở thành một tổ hợp kinh doanh thể thao, ăn uống, hoạt động sầm uất khiến người dân vô cùng bức xúc. Những nhà hàng hoạt động trong công viên, thí dụ thế, nó vừa phải vừa đủ để có được cái tác dụng cho phục vụ cho mọi người khi đi chơi hoặc là thư giãn ở đây, nhưng không thể quá nhiều và không thể nào bừa bãi để mà nó thành ra mất cái mục đích ý nghĩa và nó trở thành, thậm chí là trở thành những cái lộn xộn, mất trật tự hoặc là có nhiều cái hậu quả không hay, thì cái đó phải hết sức tránh. Nó chỉ là những cái phụ thôi để mà giúp cho mọi người có một cái phương tiện phục vụ vào cái việc vui chơi công viên cho nó tốt đẹp hơn thôi. Thực ra những người có chịu trách nhiệm như ban quản lý công viên, rồi thí dụ như là ủy ban nhân dân quận mà phụ trách cái khu vực ở đây, thì cái việc giải thể rồi cái chuyện phân bổ rất đơn giản, cái là không cần trình độ năng lực, cái là không cần phải cái gì nó cao xa, mà chỉ cần có tâm, có ý thức, có trách nhiệm và có một cái nhìn tổng thể và thấy được cái dư luận bất bình của quần chúng, thì mình làm cán bộ, mình phụ trách mảng nào mình nên thực hiện thì tốt hơn. Giải pháp đã có, vấn đề còn lại là năng lực chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện của các cấp chính quyền và các ngành chức năng. Bởi với cách chiếm dụng như hiện nay, không ít người lo ngại rằng tình trạng thiếu không gian chung, xanh, sạch đẹp như Hà Nội hiện nay sẽ ngày càng trầm trọng hơn.